Cái này cái nu gồ công nha mấy bạn, nu cám á. Bởi vậy có nhiều người ta thích nu cám là vậy nè. Bữa mình cũng phân tích rồi, nó lên nu dữ tợn hơn cây nu mặt khỉ. Thấy này, cái cục bú nè, cây này nó tập tạ dữ lắm nha mấy bạn. Để mình quay lại gần nè, đó. Trời ơi, cái đế nó già, nó nu à, mà nó nu dữ tợn luôn. Cái này mình mới đục đẽo đồ lại nè, cái mặt bên đây nó nu nhuyễn nu toàn thân luôn, thấy không? Nu cận gốc luôn, nu gồ công còn như nu mặt khỉ. Có nhiều cây nó khúc trên nó nu dữ lắm, ở dưới gốc nó không nu. Cái này là cũng dạng hiếm độc á, nu dữ tợn luôn nè. Trời ơi, nó nu khủng khiếp lắm mấy bạn, mà nó già cây nữa. Cái này đúng là nu dữ tợn luôn, nu từ gốc tới ngọn luôn, cái đế cũng nu luôn. Người ta nuôi được cái nhịp rồi, cái này khỏe cái người ta nuôi được cái ngọn bưởi chảng rồi, mình chỉ việc về mình nuôi bắt cành vô nó. Cái này quá trời nu nha mấy bạn, em thấy chưa, cái cục chùm nu là chùm nu nấy dày đặc luôn, nu dữ tợn lắm. Nó có thêm một cái cục bú ngoài trước nè, nhưng như con cóc kẻ vậy đó. Trời ơi, cây này nó tập tạ thôi à, rồng nổi chuột cục luôn mấy bạn ơi, khủng khiếp thiệt. Nguyên cái vàng nu, cái chùm nu, trời ơi, thấy khủng khiếp chưa. Hôm nay tôi bán tôi thấy cây này là nu dữ tợn nhất luôn á, hôm nay chưa thấy cây nào nu dữ hơn cây này. Cái vàng nu nó khủng thiệt, mà người ta làm vô cây rồi, cây này là vô cây là mốt đẹp lắm. Đó, cái dáng y như cây bài rồi, thấy chưa, mà nó như con cóc kẻ. Bán cây này xong là kêu tôi kiếm cây mà giống vậy nữa, không có đâu kiếm nha mấy bạn, không có dễ đâu. Tại cái vàng nu mà tùy cây nó lên nu, không phải cây nào cũng lên nu dữ dằn, tùy cây nha. Cũng là một cái chủng nu gồ công, nhưng mà tùy cây xấu cây đẹp, tùy cây lên nu đẹp hay nu xấu. Bởi có nhiều người, bởi hôm bữa là tôi nói là có nhiều người thích nu cám hoặc là người thích nu mặt khỉ là vậy đó. Nu cám nó lên vàng nu dữ hơn nu mặt khỉ. Nu mặt khỉ thì nu cục còn mà nó nu không dữ dằn nha. Đó, thì cây nha bạn. Cái này thấy ghê không? Dành trong hình mà thấy sự già nu của nó, thấy khủng khiếp chưa? Quên nói cái hoành á, chiều cao của cây này là khoảng 28 à, 30 trở lại nha mấy bạn. Nó lùn lắm. 30 khoảng 30 á, 23 nè. Không gần 30 á. Từ cái đế lên là 30 nha. Còn như cái hoành thân này là 40 nè. Cái cụm chỗ này nó cắn mấy cục nu lum lum la nè. Còn như đo cái đế thì bự hơn nha, cái nó mình nói cái thân thôi nha, khoảng 40 á. Cái này nó cũng to lắm. Đúng rồi, khoảng 40 á. Hai tay mình cầm mà cũng không hết. Cái này nu dữ tợn là nha các bạn. Đúng rồi. Quay gần mà thấy mấy cục nu nó là. Hôm nay mình về tối quá. Người ban ngày thì rõ hơn chút. Vàng nu nó dữ lắm. Đấy, còn rung luôn à. Vàng nu nó quá dữ. Nu chùm mặt sau nè, mặt lưng nó là nu chùm luôn. Cái rễ cũng nu nữa nè bạn đó, mình quay vô cái rễ chùm rễ cũng nu nữa nè, nu cục vậy đó. Đó. Không có giỡn đâu nha, không dễ kiếm được một cái cây mà nu cận gốc mà nu chùm vậy đâu nha, mà vô dáng bonsai nó khó lắm. Còn những mấy cây người ta làm là nhiều tiền lắm rồi.